Tư Cầm Cao Oa, Võ Tắc Thiên khổ vì cưới sai hai lần, tuổi 72, cô đơn quá bụa và bệnh tật. Nhắc đến những Võ Tắc Thiên kinh điển nhất màn ảnh Hoa ngữ, ngoài Lưu Hiểu Khánh hay Phan Ninh Tử thì Tư Cầm Cao Oa cũng là cái tên mà khán giả rất thích. Tài giỏi, khí phách, nhưng Tư Cầm Cao Oa lại không may mắn trong chuyện tình cảm, lỡ đò đến tận hai lần mới tìm được hạnh phúc của mình. Ai ngờ tình yêu đích thực cũng rời bà mà đi vì bệnh tật. Tư Cầm Cao Oa sinh ra và lớn lên ở vùng Nội Mông gian khổ, mồ côi bố khi mới lên năm nên Tư Cầm Cao Oa buộc phải trưởng thành sớm hơn bạn đồng lứa, giúp mẹ gánh vác đủ việc lớn nhỏ trong nhà. Thời thơ ấu vất vả ấy đã chui rèn Tư Cầm Cao Oa, giúp bà có dũng khí và sức mạnh để đối đầu với mọi sóng gió của cuộc đời. Cuộc đời Tư Cầm Cao Oa biến đổi vào năm 1963 khi bà được cử tham gia hội diễn văn nghệ toàn quốc. Tài múa cùng sự dạn dĩ trên sân khấu đã giúp bà nhận được một suất vào đoàn ca múa địa phương và đảm nhận luôn hai vai trò là diễn viên múa kiêm người dẫn chương trình. Đến năm 1979 thì Tư Cầm Cao Oa chính thức dạng ngõ điện ảnh rồi nổi đình đám với loạt phim Danh Gia Vọng Tộc, Vương Triều Khang Hy hay Võ Tắc Thiên. Nhìn vào sự nghiệp lẫy lừng của Tư Cầm Cao Oa, chắc chẳng ai ngờ được bà là người lận đận tình duyên nhỉ. Thổi mới vào đoàn ca múa địa phương, bà từng kết hôn với đạo diễn Tôn Thiên Tương và lên xe hoa khi mới qua tuổi 18 chưa bao lâu. Đáng tiếc chồng của bà lại là người thích vùi hoa dập liễu. Tư Cầm Cao Oa bỏ ngoài tai điều tiếng thiên hạ, quyết ly hôn để làm mẹ đơn thân. Khi sự nghiệp phim ảnh khởi sắc, Tư Cầm Cao Oa quen người thứ hai là biên đạo Ngao Tỉnh Thần. Cứ ngỡ kết hôn với tình yêu thì Tư Cầm Cao Oa sẽ hạnh phúc, đáng tiếc cuộc đời vẫn chẳng chịu ngưng tạo sóng gió với bà. Bởi người chồng thứ hai vốn tính gia trưởng, muốn nữ diễn viên từ bỏ sự nghiệp để làm bà nội trợ nuôi con chăm chồng. Bất hòa giữa họ tăng cao khi Tư Cầm Cao Oa không giữ được em bé 4 tháng trong bụng lúc đang đóng phim. Có lần Ngao Tỉnh Thần đã đến tận phim trường làm loạn vì không muốn vợ hóa thân thành nhân vật có vẻ ngoài buồn cười. Không chịu nổi người chồng gia trưởng, Tư Cầm Cao Oa quyết định đừng ai nấy đi sau 6 năm về chung nhà. Hai lần kết hôn với hai gã đàn ông như thế khiến Tư Cầm Cao Oa mất luôn niềm tin vào tình yêu và hôn nhân. Bà quyết định dành toàn bộ thời gian để phát triển sự nghiệp phim ảnh, kiếm tiền nuôi dưỡng con cái nên người. Ai mà ngờ được khi bước sang tuổi 36, Tư Cầm Cao Oa lại gặp được tình yêu đích thực của đời mình là Trần Lượng Thanh. Ban đầu Tư Cầm Cao Oa đã từ chối lời tỏ tình của đạo diễn Trần Lượng Thanh với lý do em bị ngã gãy chân lúc đóng phim, xem như là người tàn tật rồi. Em cũng cưới hai lần có hai người con. Không ngờ những lời từ chối khéo của Tư Cầm Cao Oa lại khiến Trần Lượng Thanh càng thêm trân trọng và yêu thương bà. Thế nên đến năm 1986, họ tổ chức đám cưới. Không như hai người chồng trước của Tư Cầm Cao Oa, Trần Lượng Thanh lại luôn động viên nữ diễn viên tiếp tục theo đuổi nghiệp diễn xuất. Nhờ sự hậu thuẫn của chồng và sự nghiệp của Tư Cầm Cao Oa cũng bước sang tầm cao mới, đưa bà vào hàng ngũ tượng đài diễn viên của làng phim xứ Trung, được người người nhà nhà tôn kính. Bản thân Tư Cầm Cao Oa cũng không giấu được sự cảm kích của mình với ông xã Trần Lượng Thanh. Chồng chính là hậu phương vững chắc nhất của tôi, cả đời tôi đều cảm kích những gì mà anh ấy đã làm cho mình. Đáng tiếc ngày 28 tháng 2 năm 2022, Trần Lượng Thanh lại từ biệt gia đình vì căn bệnh khó chữa. Trong những giây phút cuối đời, bên cạnh Trần Lượng Thanh luôn có Tư Cầm Cao Oa đồng hành và nắm tay ông không rời. Sau 36 năm được hưởng hạnh phúc viên mãn, Tư Cầm Cao Oa lại quay về với cuộc sống cô đơn và bệnh tật vì di chứng đóng phim. Cuộc đời chẳng hề ưu ái cho Tư Cầm Cao Oa, khiến bà phải nếm chịu đủ nỗi khổ mà mọi người đều muốn né tránh. Thế nhưng nữ diễn viên gạo cội vẫn giữ được sự mạnh mẽ, lạc quan của mình. Dù đã 72 tuổi nhưng bà vẫn chăm chỉ đóng góp cho làng phim ảnh, mang đến những vai diễn xuất sắc cho khán giả. Đó là điều mà công chúng ngưỡng mộ bà nhất. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.